Ok, hello các bạn. Lâu rồi thì mình mới làm cái clip mới. Thì thời gian vừa qua mình nhận được rất là nhiều cái yêu cầu của các bạn là nói mình là hãy làm cái điệu ballad đi, hướng dẫn điệu ballad. Thì mình cũng hơi bất ngờ là tại vì mình tưởng là cái điệu này hầu như những bạn nào mà đã tập guitar qua thì đều đã biết chơi rồi. Tại vì cái điệu này thực sự là nó rất là phổ biến. Tuy nhiên là vẫn có nhiều bạn là yêu cầu mình làm. Thì ok, hôm nay mình sẽ làm cái bài hướng dẫn cách chơi cái điệu ballad. Tuy nhiên là để cho mình nói một cái sự nhầm lẫn mà các bạn thường hay mắc phải, đó là các bạn thường hay gọi cái tên cái điệu này là điệu ballad. Thì mình nói luôn là theo quan điểm cá nhân của mình đó, thì là ballad đó, ở đây là một cái dòng nhạc. Còn cái điệu mà chúng ta thường hay chơi cái dòng nhạc ballad này á, là điệu slow serve. Đấy, cho nên là nhiều bạn nhầm lẫn là điệu ballad thì thật ra không phải, các bạn đang chơi một cái dòng nhạc, đó là dòng nhạc ballad. Nhạc ballad này nó rất là phổ biến, nó phổ biến như là nhạc pop vậy đó, cho nên là rất là nhiều bạn sẽ gọi là cần cái điệu này để mà chúng ta ứng dụng chơi cái bài hát mà chúng ta thích. Thì ở đây mình ghi cái tiêu đề là điệu ballad nhưng mà thực tế là nó sẽ được gọi là điệu slow serve ha, mình sẽ gọi nó là điệu slow serve, còn các bạn muốn gọi nó là điệu gì cũng được, tùy các bạn thôi, quan trọng nhất là cái cách đánh. Rồi thì mình nói luôn là slow serve á, thì nó cũng có rất là nhiều cách chơi ha. Từ cái cách mà chúng ta rải tay nè cho đến cái nhịp mà khi mà chúng ta ứng dụng vào bài hát á, tức là nhịp 2/4 hay 4/4 thì chúng ta đều có thể ứng dụng chơi được. Đấy, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái kiểu slow serve với cái tiết tấu là trên cái nhịp 2/4. Các bạn chú ý nha, tiết tấu trên nhịp 2/4. Đó. Rồi, với cái tiết tấu này á, thì chúng ta có thể chơi được hầu hết các bài hát mà ballad mà chúng ta nghe nghe được. Đa số nó là nhạc trẻ ha. Thì chúng ta có thể chơi cái điệu này trên nhịp 2/4 hoặc 4/4 đều được. Đấy, tức là cái tiết tấu này chúng ta học là tiết tấu trên nhịp 2/4, nhưng mà khi mà chúng ta ứng dụng vào bài hát á, thì cái bài đó là nhịp 2/4 hay 4/4 thì chúng ta đều có thể ứng dụng được hết. Đấy, thì bây giờ mình sẽ clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chơi và sau đó hướng dẫn cho các bạn là hai bài ứng dụng là bài Hòn Đá Cô Đơn và bài Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Đó, mình sẽ cho các bạn hai bài để chúng ta thực hành và hướng dẫn cho chúng ta cái cách tập. Thì bây giờ mình sẽ đánh mẫu qua một vài bài mà chúng ta chơi cái điệu slow serve này. Ví dụ như là bài Tháng Tư Lần Nói Dối Của Em đi. Hoặc là chúng ta cũng có bài Phố Xa. Mưa về trên khúc hát, lắng u buồn đời bóng hình ai, như tìm về thoáng hương xa. Hoặc là bài Cô Bé Mùa Đông. Từng cơn gió khẽ vô tình, chiếc lá lìa cành buông xuống lòng đường, ngó nhặt chiếc lá tôi nhớ về cô bé đáng yêu của tôi. Rồi, đó là một vài cái ví dụ về cái điệu slow serve này ha. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách đánh nè. Điệu này chúng ta sẽ đánh trên nhịp 2/4, tức là 1 2 1 2. Đó là nhịp của nó. Còn khi chúng ta đánh thì chúng ta sẽ có bốn cái động tác. Động tác đầu tiên là ngón cái. Ngón cái chúng ta sẽ đánh vào cái dây bass. Thì dây bass ở đây á, là chúng ta có ba dây bass đúng không? Vậy thì hợp âm của chúng ta tên gì thì chúng ta sẽ đánh cái dây bass là cái nốt đó. Ví dụ như là hợp âm đô trưởng nè, thì chúng ta sẽ đánh cái dây bass là dây số 5, là tại vì chúng ta đang bấm cái nốt mà này là nốt đô nè. Đấy, la thứ thì chúng ta sẽ đánh là dây số 5. Đấy, son đánh dây 6, pha thì đánh dây 6 nếu chúng ta bấm chặn như này, còn nếu chúng ta bấm mở như này thì chúng ta đánh pha là dây số 4. Đấy, rê chúng ta cũng đánh dây số 4 luôn. Đấy, mi thì đánh dây 6. Đó là dây bass của nó. Nhịp 1 là dây bass ha. Cái thứ hai là chúng ta đánh cái ngón này, ngón trỏ, và đánh vào dây 3. Đánh một giây thôi. Đó. Cái lần đánh số 3 đó là chúng ta sẽ dùng hai ngón, ngón giữa nè và ngón áp út, chúng ta đánh vào dây số 1 và dây số 2, đánh cùng một lúc luôn nha. Đó, đánh sao cho nó phát ra tiếng như này. Đừng có đánh. Hoặc là đó. Đánh sao mà nghe có một giây là không đúng, hoặc là nghe lần lượt là sai. Còn mà chúng ta đánh làm sao á mà cho chúng ta nghe được là hai giây nó hòa với nhau. Đó. Rồi, cái lần đánh thứ tư là lần đánh cuối cùng, là chúng ta sẽ đánh lại cái ngón trỏ vào dây số 3. Vậy thì cái nhịp của vậy thì chúng ta sẽ đánh như sau. 1 2 3 4. Đó là bốn lần đánh nè.
1 nè, dây bass nè, dây số 3 nè, dây 2, 1 cũng chung nè. Và dây số 3 1, 2, 3, 4. Đó, nó có 4 lần đánh như vậy. Thì chúng ta sẽ gom nó vô cái nhịp. Chúng ta sẽ gọi cái 4 lần đánh là 1 và 2 và. Tại vì 1 và 2 và là tại vì nhịp của chúng ta sẽ có 2 nhịp. Thì chúng ta sẽ đánh như này nè, 1 và 2 và 1 và 2 và 1 và 2 và. Đó, chúng ta đánh nè, 1 và 2 và 1 và 2 và 1 và 2 và. Thì thông thường mà chúng ta chuyển hợp âm á, chúng ta sẽ chuyển vào cái nhịp số 1. À, tức là nếu mà hợp âm vẫn cứ giữ nguyên thì chúng ta cứ đánh như thế này, 1 và 2 và 1 và 2 và. Tức là tay trái chúng ta không cần phải di chuyển. Nhưng mà ví dụ như khi mà gặp một cái hợp âm mới á, thì chúng ta sẽ chuyển hợp âm. Và chuyển hợp âm ngay cái chỗ mà chúng ta đánh dây bass, 1 và 2 và. Sau đó chuyển 1 và 2 và 1 và 2 và 1. Đó, các bạn có thấy tay mình chuyển đi lúc mà nhịp số 1 không nè, 1 và 2 và vẫn giữ. Sau đó khi mà chúng ta chuyển qua cái hợp âm tiếp theo là chúng ta đổi luôn. Đó, 1 và 2 và 1 và 2 và. Chúng ta cố gắng chuyển làm sao cho nó đều nhịp, 2 và 1 và 2 và 1 và 2 và. Đừng có đánh như thế này nha, 1 và 2 và dừng lại chuyển, 1 và 2 và dừng lại chuyển, 1 và 2 và dừng lại chuyển. Là như vậy là sai. Nó cũng giống như khi đánh như vậy, nó cũng giống như khi các bạn bấm nghe nhạc á, mà các bạn đang nghe, sau đó có một đứa nào đó nó vô nó bấm nút dừng lại. À, tức là chúng ta đang nghe ngon lành cái dừng lại, cái khoảng chừng một giây sau cái nó cho mình nghe tiếp, sau một giây sau nó dừng lại, giây sau nó cho mình nghe tiếp, cảm giác rất là khó chịu, cực kỳ khó chịu luôn. À, thì các bạn đánh đàn mà các bạn dừng lại như vậy nó cũng giống như thế này nè, từng cơn gió khẽ vô tình chim la lìa cành rơi xuống lòng cửa ngôi nhà chim là tôi. Đánh như vậy á, đó, khi chúng ta dừng lại chuyển hợp âm không đúng nhịp á thì nó sẽ bị cái lỗi như vậy. Cho nên là chúng ta phải chuyển làm sao mà đúng cái nhịp, làm gì làm mình không cần biết, phải đúng nhịp, 1 và 2 và chuyển, và 2 và chuyển, và 2 và chuyển, 2 và chuyển, và 2 và chuyển. Đấy, làm sao chúng ta phải chuyển được đúng nhịp. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Cái điệu này của chúng ta nó chỉ có như vậy. Bây giờ mình sẽ vào cái phần ứng dụng ha. Thì đầu tiên mình sẽ chỉ cho các bạn ứng dụng cái bài Hòn Đá Cô Đơn. Mình sẽ đánh mẫu qua trước. Có hòn đá cô đơn xa xăm, đứng ở đó cả sao một mình, phải chăng đã cũng thân tình hòa niềm đau với ta, một chỉ gió bay ngang qua khẽ nhẹ vuốt mắt tâm hồn mình, này câu trái thân tình buồn làm chi hỡi em. Đấy, chúng ta chỉ cần thực hành ngắn cái bài như vậy thôi. Thì bây giờ hợp âm mình sẽ để ở cái link down cho các bạn ở phía dưới. Rồi các bạn bấm vào phần thông tin của clip á, ở phía dưới nó có cái phần là link down hợp âm. Thì các bạn down hợp âm về chúng ta sẽ thấy được hợp âm của cái bài hát này. Thì mình cũng nói luôn là hợp âm của nó mình đã chỉ cho các bạn cái cách bấm hợp âm của những cái hợp âm trong bài này rồi. Các bạn vui lòng nếu mà bạn nào chưa xem á, thì chúng ta xem lại cái bài số 3 là cách bấm hợp âm và cách chuyển hợp âm. Đó, mình đã có hướng dẫn rồi. Thì clip này mình sẽ chỉ cho các bạn là làm thế nào là ứng dụng thôi, còn cái cách bấm hợp âm như thế nào đó đó, nếu mà bạn nào chưa xem chưa biết cách bấm thì các bạn xem lại cái bài số 3 là cách bấm hợp âm. Đấy, và cách chuyển hợp âm luôn. Đầu tiên thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách đánh cái nốt nhạc của cái bài này trước đã, bài Hòn Đá Cô Đơn ha. Chúng ta sẽ đánh nè, chúng ta đánh như vậy lên để chúng ta nghe được cái nhịp, cái nhạc của bài hát, và chúng ta cũng có thể nhẩm theo cái lời để chúng ta hát theo. Có hòn đá cô đơn xa xăm, có hòn đá cô đơn xa xăm, đứng ở đó cứ sao một mình, phải chăng đã cũng thân tình hòa niềm đau với ta. Rồi, cái tab
thì mình đã để ở đó rồi ha, chúng ta chỉ việc đánh theo thôi. Nếu mà bạn nào mà chưa biết đánh cái tab này á, tức là mình để cái tab không mà mình không hướng dẫn đánh á, mình không hướng dẫn là đánh ngón này ngón kia mà ta chưa biết đánh á, vậy thì chúng ta phải xem lại những cái bài luyện ngón trước đó ha. Bài số 10 nè, bài 1, bài 2 nè, đó có những cái bài luyện ngón mình đã hướng dẫn cho các bạn là cách đọc cái tab rồi, cách coi rồi. Chúng ta nếu mà muốn học cho nó đàng hoàng thì chúng ta nên học từ những cái bài đầu tiên, bài 1, bài 2, bài 4, 5, 6. Đó, hôm nay là bài thứ mười mấy rồi, cho nên là những cái nào mình nói rồi mình sẽ không nói nữa. Đó, bạn nào mà tay ngang vào xem xong bảo là mình hướng dẫn mà không có chi tiết cụ thể, mình cũng bó tay. Tại vì mình đã hướng dẫn rất kỹ ở những bài trước rồi, mình để tên bài rất là rõ ràng, bài 1, bài 2, bài 4. Bạn nào xem ngang bảo không hiểu thì bó tay. Bây giờ vào cái bài ha, bài này mình sẽ chơi trung tâm đô trưởng. Nó có những hợp âm là đô trưởng, là son trưởng, là thứ, mi thứ, pha trưởng. Nó chỉ bấm chặt như này, nếu như bạn nào không chặt được thì bấm như này. Đấy, mình đã hướng dẫn rồi. Đấy, rê thứ. Rồi, thì chúng ta sẽ vào hát ở đúng ngay chữ có, là hợp âm đô. Có hòn đá cô đơn xa xăm, tức là đô, 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 son, son. Đấy, thì nếu như mà bạn nào á bật cái hợp âm nó lên, sau đó nghe mình hát lại, sau đó chúng ta phải nhẩm theo trước để coi có cái chỗ nào cái chỗ cần chuyển hợp âm nè. Đô 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 son son son, la 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 mi mi mi, fa 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 fa, đô đô re 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 son. Hoặc là con chim gió bay ngang qua đây, khẽ nhẹ vươn mắt tâm hồn với câu trai. Thì cái bài này rất là dễ dàng thôi, tức là chúng ta chỉ đánh mỗi hợp âm, đánh một lần cái điệu 1 và 2 và, sau đó chúng ta chuyển hợp âm mới, đơn giản như vậy thôi. Đã 1 và 2 và, sau đó chuyển hợp âm mới, và 1 và 2 và, 1 và 2 và. Đấy, nó rất là đơn giản ha. Mình thấy cái bài này rất là dễ cho nên mình chỉ nó hơi nhanh một chút xíu. Nếu như bạn nào mà chưa biết bấm hợp âm nè, chúng ta nhớ xem lại cái bài số 3. Còn nếu như mà bạn nào mà chúng ta chưa quen cái dây á, đó, chưa bấm được như này, thì chúng ta cứ dừng cái clip lại, chúng ta tập cho quen cái cách đánh như thế này trước đã, sau đó chúng ta mới nhảy và chúng ta thực hành. Chứ đừng có là vừa mới xem clip mới nhảy vào thực hành luôn, cái bảo anh ơi em đánh không được, mình cũng bó tay luôn. Tại vì thật sự là không có ai mà vừa mới học một cái đánh được liền cả, hầu như chúng ta đều phải mất một vài ngày, một vài tuần để chúng ta tập làm quen. Ok, đó là bài đầu tiên ha. Rồi bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, đó là bài Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Bài này mình sẽ chơi trên tông là la thứ, hợp âm mình cũng để ở phía dưới, các bạn có thể đào về. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta đánh cái nốt trước. Đó là cái nốt của bài hát. Ở đây mình cũng nói luôn là mình không quan tâm mấy về cái nhịp mà khi chúng ta đánh cái nốt này. Tại vì nhiệm vụ của việc đánh cái nốt này, đầu tiên đó là luyện ngón tay, cái thứ hai đó là để cho chúng ta nghe được cái tông của bài hát, cái thứ ba để chúng ta nhậm theo để chúng ta hát, chứ không phải là để mình đánh là intro hay bất cứ một cái gì đó. Cho nên là cái nhịp ở đây mình sẽ không quan tâm tới. Mình chỉ nói các bạn là các bạn nghe cái bài hát này, chúng ta hát như thế nào, chúng ta cảm nhận nó như thế nào thì chúng ta đánh ra cái nhịp như vậy. Đấy. Chúng ta hãy tập bằng cái cảm nhận của mình, chứ đừng có nghĩ là phải đánh là cái tốc độ này, nhịp này bao nhiêu, rồi nốt này nốt bao nhiêu, nó rất là phức tạp. Chúng ta nên chơi bằng cái cảm nhận của mình. Đấy, tất cả mọi người hầu như đến với âm nhạc để mà giải trí, chứ không phải là để mà học, để mà tạo thành một cái nghề hay là một cái gì đó nó phức tạp. Đấy, mình đã ví dụ này rất là nhiều lần rồi, như là khi chúng ta hát karaoke thì chúng ta hát bằng cái cảm nhận của mình, chứ không phải là hát bằng cái việc là chúng ta đọc bản nhạc. Nếu như mà chúng ta muốn trở thành những người chơi chuyên nghiệp thì chúng ta mới học cái đó. Còn những người mà muốn chơi để giải trí cho vui thì chúng ta học những cái đơn giản như này thôi. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ vừa đánh vừa đọc theo ha. Tôi thấy lặng à, nhầm. Tôi thấy cái bài này mình cũng để cái tông không rõ là nam nữ gì cả, mà ở đây là mình chơi một cái tông để cho đàn chúng ta đánh nó dễ thôi. Còn cái việc mà chúng ta hát có dễ hay không thì
mình chẳng quan tâm mấy. Tại vì thời gian ban đầu khi chúng ta mới biết chơi thì mình sẽ tập để cho chúng ta đàn được trước đã. Còn cái việc là hát dễ hay không thì sau khi chúng ta đàn rành rẽ rồi, chúng ta mới bắt đầu gọi là đánh làm sao để hỗ trợ cái việc chúng ta hát nó tốt nhất. Còn bây giờ mình chưa biết đánh nhiều tông, mình chưa biết nhiều cái hợp âm khó, cho nên mình chơi những hợp âm dễ, cái tông dễ. Đấy, cái tông dễ vậy là dễ để chúng ta đánh đàn á. Còn hát thì chúng ta cố gắng chúng ta nương theo để cho chúng ta tập đàn là chủ yếu. Ok, thì bây giờ mình sẽ đánh vào phần bài này nha. Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi thì nó cũng y chang về hợp âm, cho nên là mình sẽ không hát cái lời mà mình đọc cái hợp âm ha. La la mi mi fa fa do, rồi lại la la mi mi fa fa do, rồi la la mi mi fa rồi do, rồi fa rồi mi rồi la. Lần la nữa, xong rồi đến điệp khúc là lối về quanh thó chẳng níu bước trong tội về, có con hôm qua ở đó. Ở đây có một hợp âm lạ là đô 7. Bình thường đô trưởng chúng ta bấm như thế này rồi, chúng ta biết bấm đô trưởng, thì đô 7 chúng ta sẽ cho cái ngón út vào cái ngăn số 3 của dây 3. Đấy, tức là có đô 7, tức là pha nè, xong rồi son nè, xong rồi đô, xong rồi bấm đô 7. Đã hát tiếp. Hết ngày âu lo rồi, bóng mãi hôm nay về, thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh, thấy yên bình giấc mơ trong lành. Đấy, bài này thật ra cũng dễ thôi á. Đó, thì chúng ta cứ xem coi cái chỗ nào á là nó chuyển cái hợp âm nào thì mình chuyển cái hợp âm đó thôi. Còn cái điệu thì là 3 3 2 1 3. Đấy, hợp âm á thì bài này là chỉ có những hợp âm là la thứ nè, mi thứ nè, ba chữ nè, đô chữ nè, đô 7. Đấy, hết rồi, nó chỉ có 5 hợp âm này thôi. Đấy, thì cứ mỗi một lần mà chúng ta đánh hết cái 1 2 3 4 như thế này. Đó, thì chúng ta sẽ chuyển cái hợp âm tiếp theo. Rồi chuyển như thế nào thì chúng ta đào cái phần hợp âm về chúng ta đã có được ở trong đó, thì chúng ta chỉ việc xem y chang trong đó, coi chỗ nào chuyển, chỗ nào hát câu gì, chỗ nào hát làm sao, chuyển hợp âm gì, chúng ta chỉ việc bắt chước theo là xong. Để chúng ta nhớ cái quan trọng nhất của cái bài này là chúng ta tập để chúng ta chuyển được điệu, chuyển được hợp âm, sau đó chuyển đã. Đấy, đơn giản vậy thôi. Ok, thì bài này của mình sẽ dừng ở đây ha. Thì nếu như mà bạn nào chưa biết cái giáo trình này của mình á, thì các bạn cứ vào cái phần playlist của mình để các bạn kiếm cái giáo trình là guitar đệm hát cơ bản. Đấy, thì chúng ta xem có rất là nhiều bài ha, mình up theo thứ tự từ bài 1 tới hôm nay là bài thứ mười mấy rồi. Đấy, nó rất là cơ bản dành cho những người mà chưa biết chơi gì luôn. Để chúng ta tập, chúng ta nhớ tập thật kỹ từng bài một, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. Tập cho thật kỹ thì khi đó chúng ta xem những cái bài càng về sau của chúng ta mới càng dễ học. Ở đây mình sẽ chỉ hướng dẫn những cái mới, còn những cái mà đã nói rồi mình sẽ lướt qua. Là tại vì nếu như bạn nào muốn xem thì xem lại cái clip cũ thôi, mình nói nhiều nó sẽ mất thời gian. Ok, thì clip này mình sẽ dừng ở đây ha. Nếu như bạn nào thấy hay chúng ta nhớ bấm subscribe kênh cho mình. Rồi nhớ là để lại comment là ủng hộ, thì mình mới biết được là ok, có nhiều bạn là ủng hộ clip này, thấy clip hay thì lúc đó mình sẽ tiếp tục ra những cái bài tiếp theo. Còn nếu không thì mình sẽ không làm nữa. Ok, bye bye các bạn.